Cất vợ qua một bên đi anh. Vợ sao cất được mày? Em mới vào 3 mà. Anh biết tính em phải vào 5. Cất hả? Cất cái gì vào 5 ở đây là người ta vào 3 thôi là được rồi. Ồ vậy hả? Ở trong này vậy á. Trời, ở quê em là vào 7 ra 14 lận cơ. Trời ơi. Thôi từ từ, từ làm quen này, từ từ 3 ly rồi. Rồi. Nói chung là bây giờ đang đi bán mà đổ bụng đúng không? Dạ dạ. Rồi bây giờ. Ấy coi chừng mắc cổ. Coi chừng mắc cổ. Cái cứu anh ạ. Anh em ăn chung với nhau nó tình cảm anh ạ. Mỗi người gặm một miếng để anh gặm rồi đúng không? Đúng rồi, anh ba anh mới. Trời. Đúng rồi, gà ngon nhất cái đùi. Trời ơi trời, còn có bao nhiêu đây được em ăn kiểu này rồi lấy gì mà uống. Anh thoải mái đi, xíu hết rồi em lo. Hả? Ai? Em lo hả? Em lo tăng hai hả? Là tăng hai hả? Xíu lít kem em nhậu. Cái gì? Anh chưa bán luôn. Nó nghe nè em, tại vì là ở đây là tụi anh là ai cũng sợ tiểu đường cho nên không ăn đồ ngọt. Gì vậy? Đây này. Cái đó là cái gì? Sao anh lại để nó đứng cô đơn một mình thế này? Con dịch đó hả? Làm cái này liền anh. Mày lanh con giả bỏ mày giờ á. Mày mắc cười quá. Con vịt này là mày biết cái gì không? Hồi nãy giờ là cái con gà này mày ăn là tao chưa thèm nói với mày. Cái con gà này với con vịt này là đồ của con vợ tao, là góp dỗ cho bên nhà vợ tao. Mày ăn hết con gà là còn gì nữa. Rồi giờ làm con vịt này nữa là con vợ tao về nó làm thịt tao sao? Tứ đệ nghe anh ba nói nè. Con vịt này á là vợ của anh hai á đi đâm dỗ bên ngoài. Một cặp lận, nhưng mà anh vắng đất ra mới có cái mồi nhậu này nè. Còn vịt đó là không được, mai đi cúng dỗ bển á. Còn con vịt cúng mà mày đòi ăn nữa là lấy cái gì mà tao cúng? Trời ơi, em không ngờ anh lại là một cái thằng con rể bất nhẫn như vậy á. Ê, tao là chủ sĩ nha. Mày nghĩ sao vậy hả? Đồ vợ tao cúng mà tự nhiên mày nói tao bất nhẫn là sao? Tao rể bất nhẫn hả? Anh bình tĩnh đi. Khoan. Có phải là mấy bên chị đằng vợ anh là giàu lắm đúng không? Đúng rồi, vào kệ nó chứ. Dầu là đất là cò bay thẳng cánh đúng không? Cái chuyện của nó là ghe tàu là tấp nập đúng không? Chuyện của nó. Vậy mà tại sao anh lại đi cúng vịt? Chứ bây giờ không gà với vịt cúng vậy? Trời ơi, cái con đáng thịt anh không thịt, anh lại thịt cái con không cần thịt. Anh thấy có bao giờ người ta đi cúng vịt không? Cúng là chỉ cúng gà thôi. Sao vậy em? Mà sao cúng vịt không được vậy? Con vịt nó bơi ở đâu anh? Nó sống ở đâu? Dưới nước, ở dưới sông. Là nó phải bơi đúng không? Bơi là sao? Ý là lúc nào cũng phải có nước, nước nó nhiều nó mới bơi được. Mà bây giờ chị đằng vợ anh là toàn ở dưới miền Tây không? Ý là anh chù người ta là ngập lụt, để lúc nào cũng nước dâng lên, lúc nào làm ăn cũng phải bơi hết hả? Rồi chưa kể con vịt này nó đi rất là ì ạch luôn, nó đi rất là chậm luôn. Thì khác gì là chù người ta là làm ăn phá sản, làm ăn không có lên, làm ăn là có lúc nào cũng ì ạch sao? Rốt cuộc là bây giờ là làm con thịt, con gà là sai hả? Chứ sao nữa anh không ơi, phải anh con gà là sai nhưng mà bây giờ con vịt đi dỗ là sai nè. Anh tưởng là cái ý anh vậy là hay, bây giờ thằng Thư thấy gì mà ý nó hay hơn. Tôi phang cái chén vô bằng mặt anh bây giờ. Không à, anh là cái thằng hồi nãy tôi hỏi anh rõ ràng. Thôi cái đó là cái trình độ bỏ qua đi, dù này bỏ qua đi. Nhưng mà con vịt này nè, bây giờ mà em đi cúng lại chù là bên vợ em dẫn em luôn, không cho mà dẫn luôn đó. Chứ sao nữa anh ơi, anh hiểu hình ảnh con gà ấy nó ngậm bông cúng rất là đẹp luôn. Anh thấy có giờ con vịt nó ngậm bông không? Vậy hả? Vậy chứ bây giờ ý của mày là bây giờ con vịt nó ngậm cái gì? Ngậm hoa chuối. Ngậm hoa chuối. Bắt chuối đó hả? Cái ngậm hoa chuối nó to thấy bà, sao nó ngậm được? Thì mình cho nó ngậm xong rồi nó ngợp, thì mình bóp mà mình làm gỏi hoa chuối luôn. Tóm lại là mày vẫn kêu làm thịt con vịt đúng không? Chứ sao nữa anh ơi. Thà là giết đi hết, ta nghèo lại từ đầu. Giờ đem cái này qua bển nghèo cả dòng họ luôn đó. Nghe lời anh này, ngàn út từ nó đúng quá luôn. Xử liền cho nó ngậm hoa chuối liền luôn. Mệt ghê thiệt. Thôi lỡ rồi đi theo bạn luôn đi con. Con gà con vịt cho nó tội lòng nhau. Vợ ơi, thột luôn mày. Nhai nhá. Này nhái được cái dễ thương. Quý bạn vô cùng. Cũng may là anh kêu thịt con gà trước em mới có vịt ăn đấy. Anh em mình thôi phối hợp nhịp nhàng kìa. Ê chị hai nhái vậy kìa. Chết ta. Cái chiếu tự nhiên nó dựng lên ha. Giấu kỹ dữ đó. Đi ra. Ủa, thím hai mới đi mừng gì hả? Em chào chị. Anh với thằng Tư tính qua phụ hai phát cái ruộng sang vườn, vừa mới bước qua luôn đó. Em đi bán kem và định ghé đưa thằng Tí mấy que ăn cho mát người, nó đi học hết rồi. Rõ ràng là nhậu mà còn sao hả? Lý do giống gì vậy? Trời ơi, thân nghèo mặt rệp, đâu ra gà mà nhậu hay ha. Hay.
vịt ngậm qua chuối. Con vịt ngậm qua chuối. Ừ, đánh tiết canh với bóp gỏi. Anh nhà! Ông ra đây cho tôi! Ông ra đây! Ơi ơi ơi! Đây nè, tôi làm gần xong rồi. Ủa em về hả? Con gà con vịt tôi đâu? Con gà vịt là anh làm thịt rồi. Mà em yên tâm đi, anh làm con gà xong anh có để dành cho em nguyên một cái đùi to thì to luôn á. Con vịt đâu? Con vịt anh cũng chừa cho em một cái đùi to hơn, mà con vịt thì cái đùi nó to hơn con gà nữa. Hôm nay anh thương em quá ha. Trời đất ơi, em nói sao vậy? Vợ chồng mình sống nay nhiêu lâu có một tí rồi, phải thương em chứ. Con dao đâu? Con dao làm thịt xong để dưới sao luôn. Xong đem lên đây. Chi vậy hả? Lùi chết tôi luôn đây. Lùi. Trời đất ơi, có con gà con vịt để đưa cho mình góp vỗ thôi mà cũng. Trời ơi, đất tôi chết không thôi nè, ông giết tôi luôn nè. Thôi thôi được rồi. Ông ơi, ơi gì vậy? Trời ơi, có con gái con vịt nè để gom vỗ à. Bây giờ tôi dắt con đi về luôn. Tôi không ở đây với ông. Tôi không ly dị luôn đi. Ê mày, tôi chưa hết đây rồi. Ê mình ơi, ma tí nhái ơi, giờ sao nhái? Chị ơi, trời ơi, em ơi, giờ sao nhái? Trời ơi, chỉ vì con gà đã kêu được làm con vịt rồi, con răng xuống nó làm vịt chi vậy? Giờ sao? Ngày mai ông với thằng này phải theo tôi qua bên nhà nhặt da cho tôi sáng sớm. Đi ăn đám giỗ hả? Ăn hả? Còn ăn với nhậu nữa hả? Qua bên đó ba thằng ở trước cửa quỳ xuống lại chừng nào cho con vợ tôi nó về đây nó ở với tôi bằng được. Còn không thì dẹp luôn cái hội này đi. Hát đi, cái tiếng này hát kỳ quá trời không có nghe. Không phải, ông thích nghe tiếng này mà hát lại đi. Trời đất ơi, con chim mà hát như con ngà vậy. Mày ngu quá trời, mày hát như con ngà nó bắt mày thấy bà mày bây giờ. Hát lại đi. Bà già. Mày kêu lại đi. Mày kêu tao bà già, tao làm sao chịu chứ. Mày kêu bà trẻ đi, kêu bà trẻ. Thấy gớm. Trời đất ơi. Mày biết chê tao gớm nữa hả mày? Muốn ói luôn á. Sao cái giọng này không phải giọng con chim mà? Giọng con này nè. Trời đất ơi, con quỷ. Con cha già này nó về hồi nào nó không có la lên rồi là thấy khùng hết chí luôn à. Giống quỷ rỉa sợi luôn nè. Đi qua nhà người ta rồi, chuẩn bị lắm cưới giùm cho người ta đó. Cho thằng nhà papi á, chuẩn bị lắm cưới hết chi. Rồi. Giờ người ta đang là rần rần bởi mày sắp nhỏ nó uống rượu uống rồi nó la sầm tôi mệt á, tôi về cho rồi. Vậy hả? Vậy là dứt dâu rồi ha. Vậy coi dâu lẹp bằng họ không? Người ta rước dâu chứ người ta đâu rước hà bá. Lẹp bằng bà về chắc ông già chồng chết trước. Đừng có nói như vậy nha. Xấu lá, xấu lèm, xấu em, xấu chị nha. Ở với tôi mấy chục năm mà ông chê tôi là cũng như ông chê ông về. Nhìn kỹ lại mình đi. Bởi lại hà bá bên bển cũng tự âm binh nè. Nói thiệt cái chặt chém vợ chồng mà nó chặt thấy ghê luôn à. Nói nghe nè, vô pha tôi bình trà coi, uống trà ở bên kia uống là lạc miệng quá, bà pha ngon hơn. Bà làm gì bà thọc thọc con chim vậy? Chơi chim. Thôi mua con chim về lấy chơi chứ làm gì. Nói nghe nè. Cái gì? Không nghe hả? Đây nè. Cái gì? Đi vô pha giùm tôi một bình trà, uống trà bên nhà thằng Phi á. Cái nước trà nó pha lạc lạc khó uống quá. Uống trà bà pha trà thơm nó mấy chục năm nay quen rồi. Đây đây đó, tôi nói vậy. Hà bá nó có cái giá của hà bá. Cuối cùng cũng qua về đây kêu tôi pha trà. Tôi không có pha trà lị giẫm không có ngon á, lị thấy không? Lị cãi cãi không hà. Đây đi. Ê, đóng cái cửa lồng chim lại. Đóng cái cửa lồng lại kìa. Ông ngồi gần hơn sao không lắng lì. Sai người ta. Đi phe chè. Nói nghe nè. Cái gì? Cái này bà đứng gần hơn tôi bà đóng đi. Ông gần hơn ông lóng lại đi. Bà là cái gì của tôi? Dạ của lì. Bà là vợ tôi, tại sao tôi nói bà không nghe? Hả? Tôi biểu bà đóng cái lồng chim thôi bà không đóng. Nếu có ai hàng xóm người ta thấy người ta cười trong mặt tôi, tại sao cái câu phu sướng phụ tỳ bà không còn nhớ gì hết là sao? Nhớ chứ. Trời đất ơi, sao mà không nhớ liệt? Phu sướng phụ tỳ có lẽ là phu muốn sướng à, phu muốn lấy cái gì phu lấy, phu muốn sướng cái gì phu sướng, còn phụ là phụ có tỳ hay không là tỳ ấy lẹ. Ta muốn ăn cái trà ta làm ta tỳ ấy à, ta muốn làm cái gì ta làm được không? Bây giờ tỳ ấy của tôi là không có muốn lóng cái kĩa, tỳ lóng ly. Sai sai cái chuyện gì cũng sai nghe là sao lóng ly. Bây giờ tôi nói bà đóng đi. Tôi không lóng.
Bà đấm đi. Không lắm. Tại đây. Xem. Tại đất này là bay mất nhiều mất nhiều à. Cục cưng. Tôi bóp cổ rồi. Hay vậy? Sao bóp cỡ họ? Bà để con chim tôi nó bay rồi. Thì tại ông không chịu lắm cái cửa lồng lại rồi nó mới bay. Tôi nghỉ chơi với bà luôn. Trời đất ơi, ông làm như tôi phái chơi với ông lắm vậy. Tôi nói cho bà nghe nha. Cái gì nữa? Bà là người không có trách nhiệm. Làm gì không có trách nhiệm? Bây giờ tôi nói bà nè, con đấy, chim là con chim của tôi. Nãy giờ tôi lo có lấy con chim lá của tôi. Cái lồng là cái lồng của bà. Thì đúng vậy, tôi có tiền mà. Tôi mới cái lồng tôi cho ông, cái lồng của tôi, còn con chim của ông. Thì bây giờ đó, chơi là hai đứa chơi chung đúng không? Nãy giờ tôi đâu có lấy ông chơi mình lâu lâu. Lúc ông tôi đâu có lấy cái gì, ông lấy không, tôi có lấy được cái câu gì đâu. Thì bây giờ bà phải có trách nhiệm, cái lòng đó của bà phải đóng cái lòng bà lại chứ. Trời ơi, Lý lại nói chuyện mắc kỳ ghê đó. Tôi bỏ tiền ra rồi, Lý bỏ cái công ở lấy cái lòng lại cũng không chịu đóng lại. Đúng không? Mà tôi không biết người nào chơi kỳ cục dễ sợ, mua cái lòng tự tổ bó luôn, mua con chim có chút treo. Bỏ vô lỏng lét luôn. Bà mua chứ ai mua? Bởi vậy không biết mua con chim gì hết trơn nó chạy rồi. Cái lồng này là phải nuôi con sáo nè. Bởi vậy Lý không có biết cái gì mà Lý không có chịu lắm cái cửa lồng mà Lý lần có lỗi thường hò. Bà đó nghe, bà càng ngày bà càng quá nè bà. Không mới quá lé Lý đâu, lỡ lặng là gì đâu. Ông hiếp quá trời luôn, chẳng lẽ giờ tôi phải dơi trâu. Dơi trâu là gì? Là tôi khóc nó dơi lẹ đó. Khóc đi. Nói nghe nè, bà ngừng đúng lúc, bà không khóc là hay á, bà khóc sao? Thấy gớm. Sao vậy? Bà khóc ghê lắm, cái mặt bà giống con hà mã lắm. Thì mấy lần tôi khóc tôi lại có thông báo cho láng giềng biết là tôi sắp khóc. Mỗi 10 lần thông báo xong là cũng có người té xỉu không biết tại sao. Hay à, sáng vậy ông không có làm chuyện gì cho tôi chạy ra trơn á. Thì đúng, cái nhà này từ xưa đến giờ tôi chưa bao giờ tôi làm cái gì. Là tại vì sao tôi lo những chuyện lớn, còn vợ tôi phải lo những cái chuyện lặt vặt trong nhà. Hay, cái chuyện gì cũng lỗi lại đầu tôi hết trơn á. Tôi làm vợ chứ không phải làm mọi. Phục vụ ông quá trời rồi, từ sáng tới giờ ở nhà làm cái gì, tắm cho chim ông, chăm sóc cho chim ông, cho con chim ông ăn. Ông về nhà không có khen tiếng nào, chửi xối xả, chửi quá trời chửi làm sao chịu nổi. Con chim nó bay là tại Lý á. Tại bà. Tại Lý. Tại bà. Tại Lý. Tại bà. Tại Lý. Trời ơi tụi bay ơi, quá coi vợ chồng sáu cãi lộn nhau kìa. Trời chỉ ơi, chửi lên, chửi lên. Lòng chim làm thế ghê. Ê, ê, chửi đi. Chửi nó đi. Bà chửi đi. Tụi nhỏ con tôi chửi nó lên từ sao? Chứ tụi to quá ha. Thì không mấy ông lấy xương ông chọi nó lại coi, chửi nó đi. Thôi dẹp đi, còn mấy khúc xương để dành rồi sao này con nó hút cốt có cái để nó hút. Thôi khỏi chửi nó đi hết vậy. Trời ơi, có chửi thôi cũng đứng ra sảnh nạnh. Bởi vì chửi hoài cũng sướng thiệt á. Đẹp mặt bà chưa? Đẹp bà mặt ông lắm. Để cho hàng xóm láng giềng nó coi. Hai vợ chồng già rồi, bà ra bà đóng cái cửa lại cho tôi coi. Tôi không lắm, tôi không có mẻ, tôi không có lắm. Ê, ở xuống rồi Dũng này, hồi sáng tôi có mẻ ra. Tôi mẻ cái kẻ ra cho ông đi qua bên nhà người ta, ông ẻ bể ông chơi. Ông chỉ ẻ nhà, một mình tôi ẻ nhà buồn buồn chết luôn. Bà ông đi ra khỏi, bây giờ ông phải vô, ông phải lóng lại, tôi không có lóng. Bà mới nói là bà mở cửa đúng không? Đúng vậy. Bây giờ bà phải đóng. Ông Ly chứ tôi đâu có Ly, là ông lóng thì tôi không có lóng. Bà thú nhận bà mở cửa là bà phải đóng cửa. Tôi không có công nhận. Bà có công nhận. Tôi không có công nhận. Bà mới nói là bà mở cửa cho tôi ra thì bây giờ bà phải đóng lại. Không. Có. Không. Có. Mụ. Dạo. No. Chết. Bà không đóng không? Không đóng tôi đi ngủ. Trời đất ơi, khè hoài. Ông tưởng bà lá biết ngủ, bà lại không biết ngủ hả trời? Trời ơi, ngủ cho ông coi luôn á. Bà không đóng cửa, ăn trộm nó vô nó lấy hết đồ cho bà coi. Ông xẻ ông lóng đi. Con khỉ, đồ của bà chứ không phải đồ của tôi. Lò ở trong là lò của chung. Nói vô nó lấy là hai đứa không có lò mặt luôn, chứ không phải lò một mình tôi. Rồi. Ông ơi, yes. Ông ơi, ông
gì? Nó là có nghe có tiếng chân á, làm như có anh trộm không ơi. Có anh trộm bà sợ bà ra bà đóng cửa đi. Hai ông sợ ông lóng đi. Dẹp tôi không đóng. Tôi không có lóng luôn. Tôi bà đóng đi. Ông lóng đi. Bà đóng đi. Ông lóng đi. Xì. Hả? Có đóng cửa không? Chắc là không có đóng rồi. Cảm ơn. Bà kêu chữ trộm đi. Ông kêu lượt chữ ăn là quất luôn chữ trộm đi. Thì phải chia ra, tôi kêu chữ ăn bà mới kêu chữ trộm. Thôi ông lỡ rồi ông kêu ly lát hỏi ra lần đó tôi kêu nữa ông kêu ly. Đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng cạn bà kêu ly. Thôi lúc này có trộm mà tôi tác biển ra đâu. Đồ để ở đâu? Ở trong cái tủ á. Trong cái tủ? À. Cảm ơn. Cảm ơn liền. Ngu. Sao vậy? Tự nhiên đi khai đồ để đó chi? Hôm qua trời ăn trộm mà nói là... Nhưng mà không sao. Sao? Cái gì vậy? Ăn trộm ơi, mày đã bị lừa, tao để đồ ở dưới giường nè mày. Ngu. Chạy đất ơi, mày chỉ dưới giường nó lấy vào còn cái gì lấy nữa. Nó lẻ vô gầm giường à lại. Nó ngu dễ sợ, nó lấy dễ lấy vô gầm giường á. Cảm ơn. Nó lấy à? Tấu chè. Tấu chè lấy. Ao hông. La đi. La đi. Bà la đi. La đó đi. La đi. La. Xì. Hả? Có la không? Chắc là không có vậy. Cảm ơn. Bắt. Gồng lên. Gồng chuột lên. Bắt. Không nói đi. Sao tôi ra cái búa mà bà không ra cái búa. Bà ra cái đinh là chết. Quên. Bà bắt cái đi. Bắt đi. Không nói đi. Bà bắt. Có bắt không? Chắc là không có bắt gì. Sức đâu bắt. Đưa nó đi. Cho nó mượn hả? Ừ. Cảm ơn. Ai giỡn chạy mắt ra. Chịu la. Tại bà. Sao lại lấy giờ không chịu la lên. Bà la lớn lên ra chỉ chạy mất chiều mà mới la là sao? Cũng bà không. Thôi không nói chuyện với ông nữa. Tôi cũng không nói chuyện bà nữa. Tôi đi ngủ. Sao lạnh dữ vậy trời. Cái mền đâu cho nó mượn sao không lấy lại. Trời đất ơi nó cướp cho nó mượn rồi làm sao vậy? Chạy đường chết luôn rồi giờ làm sao ngủ đi. Tôi đi ngủ. Ông á. Cái gì cũng nạnh tôi hết trơn á trời á. Đi ngủ hả? Bộ làm không dám ngủ hả? Ngủ liền. Lạnh quá bà ơi, cho tôi mượn cái mền da chút được không? Trời ơi đây, nãy giờ ổng ra là thông minh nhất luôn á. Cái bà nó đi cho nó lạnh luôn đi. Sau này bỏ đừng có nạnh hẹn nhau nữa nha. Năm nay là cái năm gì mà sao nó xui dữ vậy ta? Xâm ngập mặn, lúa thóc gì nó chết sạch ráo rồi. Tiền đâu mà trả nợ ngân hàng. Rồi còn 20 triệu của chị Đại nữa chứ đâu ít đâu. Rồi ngày mốt là đám ma đêm cuối nè, là cũng phải cái cây nè. Đó, rồi từ còn sinh nhật của bà Tư Cà nữa. Bữa hổm mà sinh nhật của mình, bà tặng cho mình nguyên cái áo đẹp. Bây giờ tới sinh nhật của bà, mình phải tặng lại cho bà một sấp vải. À không, bà Tư Cà là phải một sắp rưỡi chứ một sắp bà bận đâu có vừa. Trời ơi. Không lẽ cuối đời mình trở thành cái bang sao ta? Có cái nhà này bán luôn sao trời? Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiên nên gió đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch ta thô. Trời ơi hú hồn của chị Hà một cái em hú hồn luôn á. Trời ơi sao mà biết cái điểm của tôi là tôi khóa cái giọng cổ mà vô ngay cái lúc mà tu hà. Ủa chị đi đâu chết chết cha
hôm qua em mới giục cuốn lịch rồi. Em tháo cuốn lịch em giục rồi nên không biết nay chị ghé. Trời ơi. Ủa mà em nhớ là chưa tới ngày mà. Trời ơi là đó, chị nhớ em, chị tới chị thăm em thôi. Chứ đâu phải chị tới đây chị đòi nợ đòi nần vậy mày. Thằng gặp mỗi lần gặp tôi là tôi làm như đòi nợ đòi nần vậy. Tưởng đâu ghé đòi nợ. Đó. Thường thường là trước khi qua là chị có nhắn cái tin rồi. Đó. Đó. Ủa vậy không đòi nợ chị qua đây chi vậy? Thì nhớ qua giờ cái mặt cái thấy thương quá à, rồi rủ đi nhậu. Ê, nhậu chuột đồng nha, trời ơi cái mùa này cái chuột đồng con nào con nói nó bập mập mà coi nó mập mà cỡ con tư cà đó nghe, trời ơi ú nu ú đần ăn đã luôn. Chạy. Sao? Chị dí ai dí chứ đừng dí tư cà nha. Sao vậy? Thà chị nói con chuột mập thù lù như con voi cũng được. Chứ chị nói tư cà ngang bả mà nghe một cái ngang bả đè chị 5 phút thôi là Diêm Vương có tên chị dưới á. Ôi làm gì thế ghê vậy trời ơi, nói gì chứ nó sợ gì nó không dám làm gì chị đâu. Đi qua nhậu. À không có tiền. Trời ơi tiền bả gì chị lo, đi với chị Đại là chị Đại lo. Trời ơi chị Đại vô địch. Vô địch chị đi. Vô địch chị Đại. Ủa chị cái gì? Cái này đâu phải chuột đâu. Trời ơi có đồ nhậu mà còn chê cái gì không phải chuột nha, mà là con ếch. Ếch? Con ếch. Vậy sao chị nói em chuột mà mập lắm? Trời ơi con ếch này nó cũng mập vậy, cho có đồ nhậu là được rồi, sao khó quá. Ếch này, ếch này bộ nó tập tạ hả? Thì đó. Thấy không phải đâu. Em mập kia chưa? Em nghĩ chị không phải cho em ăn ếch đâu. Chị ăn gì? Này chị cho em ăn thằng hai đây nè. Trời ơi cái gì hai đây đấy? Y chang nó luôn nè. Trời ơi nói nghe nè. Bây giờ trước khi ăn cụ một cái nè. Thôi chị ơi bây giờ không ăn đâu. Tôi đang thèm chuột. Ếch tôi ăn hoài à. Thôi đi nhậu trời, mình đi. Qua ngồi đây coi. Cái gì vậy trời ơi. Đàn ông đàn ăn gì mà sao mà bánh bèo dữ vậy, giận dỗi rồi mà không biết đây có phải là thẳng không hay là cong quẹo nha. Nè xin lỗi chị nha, chai thẳng nha, chai thẳng 100% luôn nha. Ừ, chai thẳng bánh bèo luôn nha. Chai thẳng hả? Ừ, trời thẳng ơi thẳng đâu mà thẳng đó nghe. Đừng. Ê đó ừ? Sao mỗi lần dòm đó không có thấy xúc động á, bữa nay tự nhiên nhìn đó cái mình thấy mình ôi ôi cái mặt dễ cưng gì đâu á. Khoan nè nói nghe nè, bớt giỡn đi nha. Giỡn gì? Trời ơi vừa phải thôi. Hôm nay có ăn hàu không? Hôm nay có ăn hàu ăn dê gì không? Có gì đâu. Sao tự nhiên nay làm kỳ cục tôi không hiểu. Không hiểu sao nữa. Tự nhiên cái bữa nay mình uống rồi sao bây giờ trước khi vô mình uống cái nè. Uống cái cho nó sung á nè. Vô, không phải cầm đứa bình thường, cầm vô. Trời ơi cái nét mặt dễ thương quá à. Nói chị nói thiệt cho em nha, em không có đẹp đâu nha, mà chị biết chị đẹp ở trong cái xóm này là chị đẹp mình là chị Đại, nhưng mà em lạ mà em đọc mà chị cưng cái nét lạ đấy đọc. Sao vậy cái gì vậy? Cái gì vậy? Không. Cái gì? Ăn da gà không? Tôi lột cho miếng à. Nói cái gì vậy trời? Chị đừng làm nổi da gà quá chị Đại ơi. Nè. Tự nhiên cái làm như là có duyên có nợ sao á. Mọi bữa giờ không cưng mà bữa nay giờ đi cưng quá trời với đất con. Chưa quá trời với đất con. Nè, ông ấy về làm chồng nhỏ chứ đi. Chồng nhỏ tôi rồi tiền đó, rồi nhà đó, tha hồ xài. Nè. Nè, nói cho chị nghe một lần cuối cùng nha. Lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng nha. Thằng này nghèo thiệt, thiếu nợ chị thiệt ha. Nhưng mà để từ từ nợ tôi trả ha. Còn cái chuyện đó hả? Sao? Không bao giờ có. Trời ơi, cái gì làm gì thấy ghê vậy? Trời ơi. Nè, uống cái nước cay. Cái này là uống tình nghĩa chị em là hoàng. Sao tình nghĩa được? Ai nhập bả vậy trời. Nói nghe nè, mặc dù mình biết á, mình lớn tuổi hơn bạn, nhưng mà mình thương bạn không sao hết trơn á. À, ta nói chồng già vợ trẻ là tiên, còn mà vợ già chồng trẻ là duyên mấy đời đó trời. Chương quá. Ai duyên chương mấy đời á. Dạ đâu. Cái nét mặt mà cái mỏ chu này thấy cưng gì đâu luôn á. Cưng quá. Bà nhậu một mình bà đi. Cái gì vậy? Nè, bà đó.
trời đất ơi, nó xấu quá mà nó tưởng tôi mê nó thiệt. Trời đất ơi, mỹ nhân kế cực cưng ơi. Đâu mình lại mình coi coi. Để coi coi. Oh, trời ơi tình tứ quá trời ơi. Ôi thấy rõ gì đâu á. Nhiêu đây là đủ rồi. Alo. Ừ. Tôi dặn bà sao cứ làm y chang vậy tôi nghe. Cái này vui lắm, không có gì trơn trọi á. Ừ. Làm sao mới được thưởng. À, vậy đi nghe. Trời ơi, cảnh đẹp quá à. Đó ơi, em phải trả tiền cho chị thôi. Chị Đại, trời ơi. Bà nhắn cái gì đây trời? Trả 20 triệu cộng tiền lãi suất 10 triệu nữa là 30 triệu. Nếu không tao sẽ đăng cái clip. Trời ơi, con mẹ Đại này, bà gài mình sao ta? Ác thiệt luôn á. Bữa đó tưởng đâu bà tốt, bà làm đồ tụi mình ăn, làm đồ tụi mình nhậu, xong rồi bà quay clip. Bây giờ bà lên. Trời ơi trời. Cuộc đời mày tới số rồi bà đó ơi. Trời ơi, làm sao đây? Ai vậy? Ta là bụt đây. Hả? Bụt? Trời dạ, con chào bụt. Chào nhà ngươi. Bụt ơi, là tiên, là thánh mà sao bụt để cho người dân khổ quá vậy bụt ơi. Bây giờ là xâm nhập mặn đủ thứ hết, là hoa màu chết trắng hết, sạch trong trắng tay mùa này rồi bụt ơi, cứu con bụt ơi. Thay đổi của khí hậu là vấn nạn của toàn cầu, không chừng á còn liên quan ai tới thượng giới nữa, và cũng tại con người các ngươi phá nát cái môi trường khủng khiếp. Bây giờ nhà ngươi còn khóc cái gì? Bụt có cách nào giúp không bụt? Bây giờ ngươi muốn ta giúp cái gì? Dạ bây giờ con khổ quá, bụt làm sao bụt cho con số tiền nó lớn lớn chút, con trang trải nợ nần được không bụt? Tiền ta không có, nhưng ta sẽ cho ngươi một cái hình ảnh một con chuột. Nhà ngươi không hiểu thì về hỏi bà chính vô duyên, bà sẽ giải đáp cho nhà ngươi. Con chuột hiểu chưa? Thôi ta đang đây, chúc ngàn ngươi buổi chiều vui vẻ. Bụt ơi, ui da, đau. Mơ hả ta? Trời ơi, mơ giữa ban ngày luôn hả? Ông Bụt xuất hiện hả ta? Ông Bụt cho con chuột. Rồi sao có bà chính vô duyên nữa? Cho con chuột tất nhiên là muốn mình cho mình số đề, đúng không? Cho mình số đề mà mình phải qua bà chính vô duyên. Cái mối chốt là nằm quên bà chính vô duyên mới có số đề. Mà bây giờ còn tiền đâu nữa mà quýnh số đề. Đúng rồi, có số đi, ta sẽ qua nhà Năm Khịa. Trời ơi, ba hồn chính vía Năm Khịa ơi. Trời ơi, bà đi đâu mà tôi tìm bà hoài vậy, không gặp vậy? Rưỡng mở cái gì vậy? Làm gì ghê vậy ông nội? Ê, tôi kỹ cái tự rưỡng mở nha. Ha? Bà gặp tôi là bà kêu rưỡng mở là sao? Ủa, rưỡng mở mắc cái mới gì ông mà ông kỳ? Thôi, đừng có kêu rưỡng mở nữa.
Tao làm gì? Tôi kiếm bà có công chuyện. Bà công chuyện. Thôi tôi bận công chuyện rồi. Hai. Bạn chuyện chút xíu đi. Những gì? Bà có tiền đó không? Nữa. Ủa nó nghe. Không mấy chắc tôi về tôi kêu ba má tôi đặt tôi tên tiền quá. Sao cái gì ông gặp tôi cái là tiền, gặp tôi cái là tiền vậy cha? Không phải, tại thì có công chuyện, công chuyện cần gấp mà cái này là nó quan trọng. Quan trọng? Quan trọng. Cái gì mới được? Bà nói chuyện đàng hoàng được không? Bà đúng được chừng trợn vậy. Ok, thôi nè, nói chuyện đàng hoàng nha. Nha, tôi cho hai trước nha. Sau 4 giờ chưa chắc ai vào ngay nha. Trời ơi, nói cái giọng chảnh làm như hay lắm vậy. Chắc gì nó vào, làm như dễ lắm vậy. Trời thiệt, tôi nói bà nè, cờ tới tay rồi. Bây giờ là giống như là tôi là có ơn trên chiếu mạng rồi. Ơn trên chiếu mạng? Thiệt. Làm sao? Trời ơi, tôi nói chiều nay á, bà cho tôi mượn 10 triệu đi. Tôi quánh con số này một cái ngang, đổi đời, tôi trả bà gấp 10 lần luôn. 10 triệu trả bà 100 triệu luôn. Ê, không giỡn nha. Nói tiền là không có giỡn nha. Giỡn tiền bà. Thì sao mình thắng dữ vậy? Không phải. Cái gì? Tại vì á, giống như là, nói chung là cái thời tôi tới rồi. Đó, người ta cho số tôi, số con chuột. Ơi, con chuột. Hồi nào giờ tôi đâu bao giờ mà tôi kim bao. Hồi nào giờ tôi đâu có thấy gì đâu. Hồi nào giờ không có thấy số chứ gì ta. Tự nhiên hôm nay thấy mới ghê chứ. Ờ ha. Phải không? Tự nhiên rồi đó giờ không thấy mà giờ thấy. Có điềm đó, có điềm, có kêu bằng thợ tới rồi đó. Chắc không trời. Sao không chắc? Không, bây lỡ tôi ham tôi xuống sát với ông rồi tôi đi luôn sao? Mệt quá. Tại vì tôi là có cơ hội, thấy không? Tôi mới rủ bà. Còn bà không chịu thôi, bà cho tôi mượn đi. Tôi trúng rồi tôi cho bà chút đỉnh. Còn bà không chịu theo tôi là mất cơ hội gắng chịu. Ờ ha. Lỡ tối nay nó thành con chuột thiệt rồi sao? Đó. Thành con chuột thiệt rồi sao? Rồi tôi tiếc lắm luôn á. Hai đứa mình đều giàu hết luôn. Ha. Đâu có gì đâu. Trời ơi, bỏ ra có chút xíu à. Lấy một cục. Được rồi. Tôi đi theo ông. Đi. Qua bà Chính. Bà Chính? Ôi, bà Chính bà ghi chuyên nghiệp mà. Hồi nào giờ không biết hả? Sao biết bà Chính? Sao không biết? Trời ơi, tôi tìm hiểu kỹ dữ lắm. Nhưng mà bây giờ chắc trễ cái đài buổi chiều rồi. Ủa rồi giờ sao? Quốc đài Hà Nội buổi tối. Đi luôn. Đi, qua bà Chính. Đi. Con chuột á, con chuột mập thù lù luôn. Con chuột mập thù lù. Ừ. Vậy là đánh 95. Con chuột bự nhất luôn. Con chuột bự nhất là 95 đúng không? Ừ, khoan đi. Là bà chín, là số 9. Tôi là 5, là số 5. Bà đó là sao? Bà đó hả? Vậy mà tính 395, mà tính xỉu chủ luôn. Ê, cũng có lý hen. Ừ. Cũng có dính bả trong. Ủa không? Xỉu chủ 395. Ê, nhưng mà thường người ta quýnh là đầu đuôi thôi. Là trúng bao nhiêu, còn xỉu chủ thì trúng bao nhiêu? Ừ, đúng rồi. Mày đánh đầu đuôi ha. Ừ. Đánh đầu đuôi mà đánh 100 ngàn thì mày trúng được 7 triệu. 100 ngàn, 7 triệu, tức là 70 lần. Rồi, còn mà đánh xỉu chủ á, là 100 ngàn mà trúng được 65 triệu luôn. Xỉ nha, 100 ngàn là 65 triệu, 1 triệu là 650 triệu. Ơi, còn 10 triệu là 65 tỷ. Gì vậy? Cái con này. Bạn đề làm như là cái gì mày la lớn rồi vậy? Hả? Ờ, quên. Mà khùng quá. À. 10 triệu là chúng có 6 tỷ rưỡi thôi mà đâu mà ra 65 tỷ. Ôi xin lỗi, nhiều số không. Trời, đúng rồi đó. Quýnh xỉu chủ đi. Bây giờ đánh xỉu chủ đúng không? Quýnh xỉu chủ. Trời ơi. Thôi. 1 triệu là chúng 650 triệu. 10 triệu là chúng 6 tỷ rưỡi. Quýnh 10 triệu. 10 triệu nha. Xỉu chủ 395. Rồi. 10 triệu 395. Quyết định chưa? Quyết định rồi. 10 triệu. Ổn không chị cha? Ổn, trời ơi, chắc lắm. Bây giờ vào xỉu chủ á, không phải dễ trúng đâu. Thì đó, mà có dễ trúng đâu. Mà trong giấc chim bao là tao thấy như vậy là chắc rồi. Tao hồi đó giờ tao không bao giờ nằm chim bao hết trơn á. Mà tự nhiên tao thấy ông Bụt cho số. Rồi. Linh, mày đánh á, phải đánh cho nó lớn. Đánh nữa đi. Tôi con năm kia nó cho tôi mượn có 10 triệu rồi tôi quất hết rồi đó. Tôi không có trường đồng bạc nào luôn á. Nhà mày á, còn cái tivi, tủ lạnh, rồi còn đất cát, rồi bao nhiêu xào đất nữa.
Thôi giờ mày cứ cầm cái tivi tôi lặn cho tao đi, lấy tiền chơi lớn luôn. Nghe không? Ê, ê, nó nghe, nó nghe. Đừng nghe lời mấy bà này nha, bà này dụ ghê lắm á. Dụ ông bán nhà luôn, không phải giỡn đâu nha. Mình quýnh cái số thôi mà. Trúng, phải trúng mình chứ đâu có ăn giật mình được. Huy dễ ăn quá ha. Yên tâm đi, trời ơi, xỉu chủ đâu phải dễ trúng. Là ông Bụt cho số tao, ngàn năm một thở. Phải cái trời mình thừa cái cơ hội này mình quất liền chứ. À, bây giờ bà nói sao? Cái tivi với tủ lạnh tôi là bà chấp nhận là bà cầm cho tôi phải không? Tôi cầm với mày hai cái đó 10 triệu. Quất luôn. Rồi. 3, 9, 5, 13 tỷ. Trời, cái gì 13 tỷ mày khùng hả? Thì quýnh 20 triệu, 20 triệu phải trúng 13 tỷ không? Bà quýnh đệ mà phải tính trúng chứ không lẽ mà tính chặt. Lẹ lẹ đi hết giờ rồi, gần tới giờ sổ rồi. Nãy giờ nổi mà bàn cũng con chuột mập thù lù không hết giờ rồi đó. Đó, rồi, coi như là bút xa gà chết nha. Rồi, đó. Rồi. Đó. Rồi, hết giờ, hết Cô giờ. Ơi. Cho tôi 10 triệu, 39 năm đi. Mày đánh làm cái gì? Để mà đó nó đánh. Chiều nó trúng lớn để nó cho mày mấy chục triệu, tao mấy chục triệu. No, tôi thích là giàu đều. Tôi không thích xin mấy chục triệu làm gì. Đi đây. Kệ nó đi, chứ ghi thì ghi cho nó đi. Tao ghi nha. Đi đây. Trời ơi. Thấy nó vậy chứ tính nó đàn ông lắm, nó không có thích trời nhờ giả người ta đâu. 395. 395, 13 triệu. Mày dẹo ha. Ê, rồi, hai đứa có luôn rồi phải không? Rồi. Có nha. Có nha, đừng có nói tôi về sổ, mình nó hết giờ nha. Còn giờ đó, gần hết thôi. Rồi. Lại la, lại la. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi. Tao với mày sẽ đổi đời rồi, Năm Khỉ ơi. Tự nhiên cái giàu ngang vậy ta. Ngang sao được, trừ số mình. Số mình tới đây là phải giàu. Năm Khỉ ơi. Trời ơi, quýnh ngục nữa. Mày trúng số. Thôi, tao đi vô đó. Mày mà trúng số, trường mắt mày đuôi luôn rồi. Ê, không ngồi đi. Để đợi nha, ngồi để đợi, để sổ số sắp tới rồi nha. Chị Tiên ngồi canh đi nha chờ. Bà Chín, cho một cái thuốc cho ly cà phê coi. Dạ, 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 rồi, chị ngồi để đi. Ok. Rồi, ngồi đi. Tôi vô lấy liền nha. Ừ. Điểm dụng tôi xong rồi. Rồi. Ai gọi nữa đây? Tao đang tới nợ mà. Alo. Chào. À, con gà hả? Chưa gà lớn đi. 88. Ồ. Đầu năm nuôi năm hả? Ồ. Nè, nó nghe nè. Chơi con lớn thì phải chơi con nhỏ nữa. Biết đâu nó vớt lại, hiểu chưa? Rồi, con nhỏ. 28, ok. 100 con hả? Bao lô luôn, ok, rồi. Vậy nghe, rồi, chờ tin nghe. Ok. Đi, cứ nhìn bà. Chứ nợ bà, nhìn bà hồi bớt nhớ. Có cà phê chưa? Thuốc nữa đem coi. Ông trời ơi, ông phù hộ cho con 20 triệu đó, con mua lúa. Mình cũng không biết bây giờ mày dám ông trời gì. Ông bụt cho số mày dám ông trời. Ông bụt ơi. 395 ông bụt ơi. 20 triệu mua lúa không phải giỡn ông bụt ơi. Con mấy gì ra, cứ ra là con mấy gì ra. Có con số 3, có con số 3. Rồi cứ ra là con mấy gì ra. Có con số 5, cứ ra là con mấy. Rồi có con số 9 là 3. 3, 3, 3. 3 số 3, 333. Ai ơi, số đẹp thiệt ta, xỉu chủ 333. Số đẹp quá. Cái gì? Sao kỳ vậy? Cái gì? Xin chủ gà ba chứ không có 95. Là sao? Trời ơi trời. Tiêu rồi. Ủa, đánh để xỉu chủ con Tiêu rồi, quýnh. Xỉu chủ đánh con gì à? Đây quýnh xỉu chủ 395. Mà nó số 3, số 3. 333. Ờ, con số 3 đầu ha, cũng có được con. Trời ơi. Trời ơi, không chịu đâu. Anh chị của tôi, tôi mua lỗ chưa bỏ. Ông làm tôi mất bao nhiêu rồi. Anh đón cho tôi đây. Ê, hồi nãy tao chỉ nói rõ ràng, tao nói là cái tánh mày đàn ông lắm mà. Chơi có sức chơi sức chịu chứ chơi đổi thừa tao giờ khóc mày. Tao cũng thua bộ tao ăn hả? Cũng không à. Trời ơi.
chơi thua rồi cái đổ thừa là sao? Trời kỳ vậy. Mà nếu trúng thì sao? Đúng không? Trúng thì thành đại gia đúng không? Trời ơi, một ơi là một, tại sao 3, 9 năm không có mà có 3 số 3. Mất nợ nữa rồi. Một ơi. Bụt đây nè. Bụt. Tao nè, bụt ở đâu ra? Ủa ba hả? Ba làm ông Bụt á hả? Ê bà chơi gì kỳ vậy bà Chánh? Tôi với bà có thù oán gì đâu mà bà chơi, chơi cái kiểu đó là tôi mắc nợ rồi bà Chánh. Trời ơi, nghĩ sao mà thời buổi này mà cậu tin có Bụt mình cho sớm nữa. Trời ơi, đây là một cái màn kịch cho tôi vẽ ra, tôi là chỉ đạo, tôi là đạo diễn đó. Bà ảnh quá ha, bà vẽ ra cái vụ kịch chi cho tôi thu đổi số đề ạ? Nói cho nghe, mấy người thiếu tôi 20 triệu mà đòi hoài không chịu trả, nói ê không có tiền. Vậy mày gan quá dám móc 20 triệu ra chơi số đề. Bây giờ nói cho biết cái số tiền mà 20 triệu chơi số đề đã vô bóp của chị rồi cưng. Nè cũng may là không sổ 3, 9 năm. Nếu sổ ra mấy tiền đâu tôi chung à. Cái này người ta kêu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ôi trời, bởi vậy ta nói là có người có số là đúng rồi. Tự nhiên rớt cái anh một cái thịt heo lên giá là mình vô mánh. Ôi tiền nhiều để làm gì? Đi du lịch chơi với người ta. Đi du lịch ở đâu? Du lịch ở đâu đây? Hà Nội mới yêu của tôi, thủ đô mới yêu của tôi, là ngôi sao mai anh rạng rỡ. Tự nhiên ta đang hát là mất hứng à. Để người ta hát mình đi, lũi vô chiên cho người ta ho à. Chứ ra đi, không mua số đâu. Em hư quá à. Tự nhiên á, cái em làm anh hai tuột hứng à. Em giận bản thân của mình ghê á. Em quên bản thân của mình. Đau nè, đau nè. Ông mấy anh mượn tay anh đánh em luôn, anh đánh em. Bậy, ai làm vậy? Đàn ông không bao giờ quấn phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa, hiểu chưa? Thôi được rồi, tôi mua số giùm cho. Nhưng mà nè, tôi là thứ ba. Cả làng này cũng kêu tôi là ba đó. Nhớ ngang ba đó chứ không phải thứ hai. Dạ. Thôi anh đừng có thương hại em. Hồi nãy nếu mà anh muốn mua vé số là anh mua từ đầu rồi. Sao á, em tội nghiệp cho nên anh mới thương hại anh mua vé số cho em chứ gì. Thôi đây tôi mua cho, tao mua bằng thiệt tình mà. Dạ. Đây lưỡi số cho. Trời ơi, cái này là không phải là thương hại, hiểu không? Dạ. Ủa mà em sao thấy lạ quá vậy? Mới tới đây lần đầu bán số phải không? Tên gì vậy? Dạ, em tên là Mật, quê em ở Đà Lạt á. Hồi nãy á, em nghe anh hát về Hà Nội, tự nhiên cái em bị nhớ Đà Lạt. Trời ơi, công nghiệp người ta, trời ơi, hát Hà Nội mà nhớ Đà Lạt luôn. Trời ơi, công nhận tâm hồn của em quá trời âm nhạc luôn vậy, nó hát Hà Nội nhớ Đà Lạt luôn. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa, để người ta mua số cho. Anh là đang trúng mùa heo. Anh nuôi heo nay được giá bán tiền quá trời tiền luôn. Hồi nãy em vô là lúc đó là anh đang ao ước anh đi du lịch đó. Đi du lịch Hà Nội, anh làm một chuyến là chuyên diệt luôn, từ Nam tới Bắc, từ Bắc ra Nam luôn. Ôi, sướng quá. Thích ghê á. Thích không? Dạ. Vậy muốn đi du lịch với anh không? Dạ muốn. Thế nói liền, muốn liền không suy nghĩ gì hết trơn à? Tại vì á, em từ cái lúc mà em tốt nghiệp đại học tới giờ á, em đâu bao giờ mà được hả đi du lịch hay đi chơi gì đâu. Em thèm cái cảm giác đó lắm á, với lại em nhớ quê em nữa. Tốt nghiệp đại học thì tao sao mà người ta không có làm nhân viên văn phòng, hay là người ta làm cái gì cho nó kiểu như nó nhàn nhã hơn. Tự nhiên đi bán số chi cực khổ vậy, giăng nắng tối ngày luôn, mưa gió. Tất cả là có hoàn cảnh hết đó anh. Hoàn cảnh sao đó? Đưa bàn tay cô bói coi. Dạ. Anh thấy chưa, nó ngoằn ngoèo lắm, nhiều sự khó khăn ở trong này lắm luôn á. Trời ơi,
con trai này như là sắp có chồng rồi đó. Dạ không, không, em không có ai hết trơn, không ai thương em hết trơn á. Em khổ lắm á, hoàn cảnh nó đưa đẩy em vô cái này á. Hồi đó em á, em làm nhân viên văn phòng bộ, em lãnh lương tháng mỗi tháng á, mà mẹ em chết mất. Cái gì? Thôi, mẹ chết hả? Dạ không, không, ý là mẹ em bị lâm bệnh nặng á anh. Cái đợt đó là mẹ em bị phổi, cái xong em là phải kiếm tiền, phải mỗi ngày phải bỏ tiền vô mua thuốc cho mẹ em để mẹ em hết bệnh. Mà giờ nhiều khi á mà em bán vé số hả ế quá, cái xong em phải lấy tiền vốn của mua vé số nè, em đắp vô mua thuốc cho mẹ em. Mà nhiều khi đắp vô cái không có tiền, không có trả lại tiền vốn cho bên đại lý á. Đại lý người ta gặp người ta chửi em hoài à. Mà em không biết sao, kiểu em bị mất hết lòng tự trọng luôn á. Người ta đạp em xuống tới tận cùng luôn á. Thôi đừng buồn. Đưa tay kia coi mẹ chừng nào mất. Không, mẹ chừng nào hết bệnh. Trời ơi, cái tay này. Không sao đâu. Chắc hình như là mẹ sắp có đứa con rể nên giàu lắm nè. Cho nên là có tiền cho trị dạ, bệnh cho mẹ. Sắp có đứa con rể ha anh. Hồi nãy em nói em Đà Lạt. Dạ. Bây giờ anh đổi cái hướng du lịch lên Đà Lạt được không? Dạ được. Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh được không? Em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh hả? Chỉ một mình anh thôi. Dạ được. Nhưng em còn vấn đề nữa. Không sao. Tại vì mẹ em bị bệnh cho nên là ngày nào cũng phải bán vé số em kiếm tiền hết trơn á. Mà giờ em đi du lịch với anh mà em không bán vé số em không có tiền à. Là giờ mẹ em á phải chở nặng nếu mà không uống thuốc á anh. Dễ thôi, có gì đâu. Anh sẽ ứng tiền cho em trước. Ví dụ mình đi du lịch 7 ngày anh sẽ đưa tiền cho em 7 ngày luôn. Em để nhà cho mẹ em đóng tiền gì. Anh ơi, thiệt luôn á, em hình như là kiếp trước á, em làm cái gì tốt lắm luôn á. Cho nên em mới gặp được anh á, một người đàn ông mà hiểu điều mà trên thế giới này muốn tiệt chủng á luôn á. Không có người đàn ông nào mà vừa hả, và phong độ như anh mà kiểu Mà vừa tốt bụng mà đàng hoàng tử tế như anh em chưa giờ gặp được á. Tại sao tới bây giờ em mới gặp được á trời. Bây giờ anh sẽ mua hết vé số này luôn. Anh sẽ ứng cái tiền mà lương mà hướng dẫn viên du lịch cho em đó trong vòng 7 ngày ứng hết luôn. Anh ứng liền cho em hết luôn. Anh có tiền mà mới bán heo mà. Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Nhưng mà giờ không có tiền ở đây, tiền anh để nhà. Mình đi về nhà. Về nhà anh sẽ ứng tiền cho em. Dạ. Nha. Dạ. Đi. Đi. Em đâu biết đường đâu. Đi theo anh đi. Đi về nhà. Đi nhà bên này. Dạ, đây, tới nhà anh rồi. Dạ. Ngôi nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, một túp điều chanh hai quả tim vàng. Đi vô phòng anh lấy tiền đưa cho. Dạ. Đi anh để tiền đâu ta? Để tiền trong phòng. Hay là em ngồi đây em đợi được rồi. quên. Dạ. Quên. Rồi, em ngồi đây rồi anh vô lấy tiền ra đưa cho em. Dạ. Chạy nhé. Nhà cũng được giữ ta. Đây. Tăng. Dạ. Bây giờ tạm thời em cứ giữ như đó đi ha. Dạ. Rồi đi về nếu mà vui á, không chừng anh thưởng thêm nữa. Thật sự luôn á, hồi đó giờ em chưa gặp người đàn ông nào mà vừa tốt bụng vừa tử tế mà vừa đẹp trai như anh nữa. Trời, đúng là con gái thiệt tình cưng gì đâu. Đó ơi. Ý, đó ở đó hả đó? Ê, đây nè. Giờ này không ở nhà ngủ đi đâu vậy? Trời ơi, ngủ gì được mới ăn cơm. Chào con. Sao rồi, cái vụ mà ông nói với tôi sao rồi? Vụ gì? Trời đất ơi, chưa già lãng cho nội. Cái vụ mà ông nói là đi họp nhóm đó. Họp nhóm gì? Điên hả? Ông điên hả? Cái vụ mà hợp nhóm ông nói ông bán hết cái lứa heo này, cái gom tiền rồi bao tụi tôi đi hợp nhóm nhớ không? Trời ơi, làm bộ thử mà thôi. Nhớ xong nhớ. Đó. Ai vậy? Con là cháu của chú đó đúng không? Thím nè, thím ba nè. Chào thím con đi. Chào con là con của anh chị thứ mấy? Bán vé số lo đi bán đi con, chiều người ta sổ hết rồi, còn nhắm không bán được 2 giờ đem trả cho đại lý. Nghe không? Chứ không thôi tới sát giờ mất công lăn lộn, năn nỉ người ta mua tội nghiệp người ta lắm. Không,
mua hết với số rồi. Làm vướng thấy không, sợ con đi bán cực. Mua hết cho con, bây giờ về nhà ăn cơm với cha với mẹ đi, ngồi đây làm chi, để cô chú nói chuyện nha. Dạ anh ba kêu em ngồi đây đợi anh ba. Cái gì? Anh ba? Dạ. Trời ơi, cái mặt gì làm anh hả trời? Cái mặt nào không anh? Thì là phụ nữ người ta kêu anh bình thường thôi, mà làm gì ngạc nhiên vậy? Cảm giác không vui rồi đó. Ủa, làm nghề bán vé số hả? Dạ. Rồi ngồi đây làm gì, bán hết về đi chứ. Dạ anh ba kêu em ngồi đây chơi với ảnh. Ngồi chơi? Dạ. Ghé thăm túp Liều Chanh một quả tim vàng. Uống nước nha, để anh vô chăm nước uống. Nhìn khó ưa thiệt. Bán vé số thì là bán vé số đi. Thấy không ưa được. Có đây, có đây, nước uống. Nãy giờ quên. Anh uống nước nha, uống nước cho khỏe. Dạ, cảm ơn anh ba. Thấy trời nóng vậy đó, mà mình uống nước ấm nó khỏe. Bể bàn tôi bà. Tôi nói thiệt á, tôi qua cái nhà này cũng gần trên dưới đâu cả ngàn lần, mà chưa bao giờ mà tệ như cái lần này hết. Tôi ngồi thừ lừ đi một đống nè, hai cái ly nè, mà rót cho một bên thôi. Chắc tôi khuất mặt khuất mày. Ơi, cứ làm gì thì từ từ cũng có phần thôi nè. Mời uống đi, uống ly trà cho nó hạ quả. Đổ bà đi, uống làm gì nữa, tức hiểu không? Làm gì tức? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy, nhắc mới cho uống hả? Thôi khỏi đi, uống nuốt có trôi à. Bên trọng bên khinh hả? Trời ơi, mệt thiệt chứ. Không vui thì về đi, rồi tự nhiên lại nhà ta nói chuyện này chuyện. Ê bà đó, bậy tầm bạ. Uống nghe. Dạ. Ê, rồi xong. Tôi nói thiệt với ông á, con người của ông ha, thấy đó bỏ đăng, thấy chăng quên đèn ha. Con người của ông gì một con bán vé số mà ông đỡ ông nào, ông nặng lời với tôi đúng không? Nè, bà nói chuyện đàng hoàng nha. Nha, nói chuyện đàng hoàng nha. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ nha. Tôi không có cái gì hết á. Tôi cứ như là quanh năm đúng, suốt tháng là tôi chỉ nói chuyện với heo thôi. Phải. Bây giờ phải cho một phần thời gian rảnh rỗi và tôi nói chuyện với người chứ. Ê ê, bình trà nó không có cánh chứ nó bay nha. Nó bay vô chỗ này nè nha. Chỗ đó đó. Nhưng mà cái vụ này làm sao? Thì em làm hướng dẫn viên du lịch cho ảnh. Gì? Hướng dẫn viên du lịch? Nhà đâu mà hướng dẫn viên du lịch? Trời, quê em ở Đà Lạt. Ảnh tính là Đà Lạt cho nên là em dẫn ảnh đi. Em á thì em biết là không khí thời tiết nó sẽ như thế nào, ngày nào lạnh, ngày nào nóng. Nếu mà ngày lạnh á thì em sẽ mặc áo khoác với ảnh. Còn nếu ngày nào nóng á em sẽ cởi áo khoác ra. Em á em sẽ chăm sóc cho anh thật là tận tình. Anh đừng có chơi nhiều nha. Đó, đã bây giờ là tôi muốn đi du lịch Đà Lạt. Thì phải có người thổ địa Đà Lạt. Đây là thổ địa Đà Lạt đúng không? Hướng dẫn tôi đi chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Thời tiết mưa gió lạnh lẽo, khoác áo vô ấm hoa. Thôi đủ rồi, bực mình nha. Ta không đi họp nhóm rồi, còn du lịch Đà Lạt rồi còn áo giày mở ga đóng vô, bực mình nha. Ủa bà sao vậy bà Tư? Nè tôi nói thiệt nha, nói chuyện đàng hoàng nha, tôi còn tiếp nha, mà bà thái độ đó hả? Thì thì sao ra khỏi nhà tôi. Cái gì? Ông nói lại một lần nữa đi. Ông nhắc lại một lần nữa đi. Ông giỏi nhắc lại đi. Không bao giờ tôi đặt chân tới cái nhà của ông một lần nữa đâu. Cái tánh tình bà hung dữ, bà ác độc, bà xéo sắc. Bước ra khỏi nhà tôi. Nhớ đó, vì một con nhỏ bán vé số. Mày tên gì? Em tên Mật. Đúng thiệt là cái đồ mật ngọt chết rồi mà. Tôi hận ông. À, em có làm gì đâu mà tự nhiên chỉ chửi em quá trời luôn. Ơi, có gì đâu, đừng đừng có buồn. Trời ơi, có gì đâu, khóc nên. Không sao. Đừng có nghĩ ngợi gì hết. Bây giờ anh nói với em lại một câu là cuối cùng ha. Mình đi du lịch Đà Lạt. Chốc. Cái tao ta trời lộn lỗ tai tao rồi trời. Ủa mày như con voi vậy đó, chạy đâu mà hối hả vậy? Dạ xin lỗi chú bự, con đi gấp quá, con đang buồn,
mà sao chú Bự mặc đồ giống cây dừa vậy? Thôi, mày đừng có nói gì nữa, mày có chuyện buồn gì mày nói tao nghe. Con buồn lắm. Cái gì mà buồn? Hôm nay con hiểu rồi. Cuộc đời này chỉ toàn là đau khổ, chỉ toàn là những chông gai, chả biết thế nào là đường ong rồi. Con không muốn nói chú Bự đâu. Đừng nói. Nhìn cái mặt con á là chú biết rồi. Con đau khổ gì gì rồi. Vì tình phải không? Thất tình phải không? Không. Nào đâu phải là vậy. Nhưng mà nó là vậy á chú. Kinh nghiệm con. Kinh nghiệm mấy mươi năm rồi. Nhìn người nào là nhìn cái mặt thôi là biết người đó đau khổ vì cái gì. Nhất là cái mỏ con. Nó tố kháo con đó. Ủa con thất tình ai ạ? Con đau khổ lắm rồi. Con không muốn nhắc tới anh ấy. Thì mày không nói phải không? Không nói mà chú về. Thôi mà. Người ta buồn người ta muốn nói mà. Tại người ta dẹo năn nỉ đi. Không phải. Này này. Chú biết bà đó không? Đó hả? Dạ. Đó. Bà đó đó. Là Thanh Mai Trúc Mã với con. Từ hồi còn cởi đắp tắm mưa tới giờ. Cái gì cũng chia sẻ với nhau. Một trái ổi cũng chia cho nhau. Một trái cóc cũng chia cho nhau. Đẹp quá rồi. Thì hai bên đứa bay như vậy là đẹp rồi. Tại sao lại con là khổ là sao? Đó là dĩ vãng thời ấu thơ thôi. Lớn lên tình cảm dạt dào. Vậy đó. Vì một người con gái khác. Một con nhỏ bán vé số bình thường. Ốm hơn con. Đâu có mất bằng con. Vậy mà mạt sát con ngoài đường. Nói con mập này mập nọ. Hất hủi con. Tệ bạc với con đuổi con đi. Con tức cái lòng ngực con. Ủa bán vé số ở đâu? Là ai? Nó bán vé số khu vực này nè. À. Nó tên cái gì ngọt lắm. Nó tên Mật. Nó tên con Mật. Nhà ở Đà Lạt. Thôi. Đừng có khóc nữa. Bây giờ con muốn đi theo tao. Đi đâu? Tự nhiên bắt tao đi à. Đi lại nhà hàng đó. Bà đó hả chú? Ờ. Dạ. Chạy cái tóc lại mới qua bển được. Đi chú. Đi. Biết là tình của con này đây. Anh ba ơi. Bây giờ lên Đà Lạt á, em sẽ dắt anh đi một nơi này nè. Nhưng mà em sẽ hát xong rồi anh đoán chỗ đó là chỗ gì nha. Một chiều rừng gió lộng, một chiều rừng nhớ về cái đồi thông. Bà đó, bài gì vậy? Đó là bài đồi thông hay mộ đó. Anh có muốn lên đó không nè? Em đưa anh lên đó. Thôi đổi bài khác đi. Tự nhiên mới đi du lịch rồi em đưa lên chỗ đồi thông hay mộ chứ vậy? Vậy anh đi đâu? Mình đi ăn uống gì đó, những thưởng thức những cái đặc sản của Đà Lạt đi. À vậy thì á, em với anh sẽ đi vòng vòng như nè. Vòng vòng xong em với anh sẽ đi khắp cái thành phố Đà Lạt luôn được. Ôi Đà Lạt ơi, trời đất. Bự thấy không? Đó, may là có mình mà người ta còn cả quẹt quẹt nhau nữa cười. Ủa chú Bự. Ừ. Mời tới hả? Tới để mừng, chúc mừng. Đàn heo hình như là trúng phải không? Dạ. Trời ơi, con ta làm giàu mau quá ha. Dạ, trời, nói chung là trời thương. Năm nay con được mùa, heo bán được giá lắm. Chắc mình ăn ở có đức. Còn bấu da nhau nữa kìa chú Bự. Ủa chú, đâu mà có, sao vậy, đi cài vậy vậy? Con nghiệp nó lắm. Nó gặp nó ở ngoài đường rồi nó khóc. Ê, trời, sao nói gì mắc cỡ vậy? Mình phải nói sự thật đi con. Nó khóc. Mà tao thấy tội nghiệp quá mà không biết nó khóc cái chuyện gì. Nên tao rủ đi tới đây rồi có mày cho nó vui. Nói chung là con đâu không có chuyện gì hết trơn á. Đang vui mà. Đang vui vẻ. Mình làm ăn được. Thấy không? Thấy con người ta có tiền ở sao có người núp núp có thấy chưa? Đúng rồi. Em qua đây ngồi. Qua đây ngồi. Trời ơi có gì đâu ngại. Ôi trời. Mũi nhiều quá. Ôi trời. Mũi đâu? Anh đâu thấy có mũi gì đâu. Không có mũi. Cái con gì đó. Không phải. Không có mũi. Không biết tại sao có mũi không? Là vì có tao tới đây nè. Ngồi xuống. Thì có mũi à. Phải không con? Đây. Đây là chú cũng coi anh như con cháu trong nhà. Kêu bằng chú Bự. Hồi đó bự lắm. Tại giờ lớn tuổi rồi đó. Chào chú đi. Chào chú đi. Chào chú.
cào mà giống như nó khi dễ chú. 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 Mệt. À, bán vé số. Không sao trời. Khỏi dễ thương lắm, dễ thương, dễ thương. Coi chừng bị tật á nha. Nhớ không lầm thì đây là một sinh viên quê ở Đà Lạt. Có bà mẹ bị ung thư hay là lao phổi gì đó. Rồi bệnh nặng. Cho nên mọi người mà gặp cô gái này thấy thương lắm. Hoàn cảnh thấy tội nghiệp. Cho nên người ta cũng không có tiếc tiền để mà giúp đỡ gia đình cổ. Đúng 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 đúng. Đúng đúng, chú nói đúng. Mặt y chang vậy luôn á. Y chang là đại học, tốt nghiệp đại học. Rồi có mẹ bị bệnh. Nên cần bán vé số. Bây giờ bệnh gì vậy? Hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Bệnh gì, bệnh gì, bệnh gì? Bệnh gì? Bệnh... Phổi. Bệnh phổi, bệnh phổi. Vậy té ra là... Rồi nó là có làm gì chú không? Hả? Nhỏ này nó có làm gì chú không? Vậy làm gì tao là sao? Đâu có làm gì đâu mà tao thấy hoàn cảnh thấy thương rồi tao cho 20 triệu đó. 20 triệu? Để cho hoàn cảnh của người ta vậy rồi phải cho tiền cho người ta giúp đỡ gia đình ta chứ. Chú cho nhỏ này hả? Thì đó thấy thương quá mà chịu nổi không có tiền trong người mà hoàn cảnh một cô gái như vậy mà thấy thương không? Gái xa nhà, xa quê có mẹ bệnh. Cho nên mình phải giúp đỡ người ta là đúng thôi chứ tao không có gì ân hận cái chuyện đó. Mà nãy giờ nói vậy là cô nhục lắm rồi. Nói lời nói nhục nó đau hơn là đánh. Phải không cô ghé đẹp? Chú vừa phải thôi nha. Con nể chú là người lớn nha. Cái này cái kiểu là giống như là... Yeah. Đó, nói thẳng là vậy đi. Như chú không được. Con được rồi bây giờ chú tìm cách chú phá hả? Chú chữ cà ăn rơ với nhau hả? Ê anh nói tôi sao cũng được nha. Chú Bự là người lớn, anh không có hổn vậy nghe chưa? Anh gì cái con à, con số. Con mày... thôi biết rồi, thông cảm. Hốt nó luôn á. Thông cảm cho nó đi. Vì tình yêu mắt con bị hơi mờ rồi phải không con? Yêu... Vì cô gái này vì sắc đẹp rồi con mắt con mờ rồi phải không? Yêu đâu, cái này là chỉ giúp đỡ thôi, yêu từ từ. Giúp đỡ trước là yêu sau, phải không? Cái đó tính sao đi? Trời ơi, cái mặt của nó hiện lên một chữ dại gái cho chán nó trộn nội thôi. Ngơ mùng quán mà. Mày lên tiếng đi chứ, mày ngồi mày im vậy? Hả mày? Mày ngồi mày câm mà mày không ói ra 20 triệu hả? Tao quýnh mày ói luôn nè, mày tin không? Nói đi con, trời cho mình một sắc đẹp. Trời cho mình giọng nói dễ thương. Sao mà mình không lo làm ăn? Tại sao mình mà đi mồi chay hết người này người nọ? Hả? Lương gạt người ta như vậy là sao? Không có gì. Nên bây giờ em nói anh đi. Là sao? Chú nói như vậy đúng không? Vậy nó tên mật là nó biến con thành con ruồi. Ngọt mật chết rồi đó con. Bay vòng vòng cái cục mật quậy vậy hả? Em xin lỗi anh ba, em không có muốn vậy đâu. Tại vì hoàn cảnh em khó khăn quá. Em xin lỗi anh, xin lỗi chú, xin lỗi chị. Thật ra là tất cả là tại vì hoàn cảnh hết á. Mọi thứ đó làm cho con phải làm mình một người xấu như vậy. Con cảm thấy rất là hối hận. Con không muốn làm như vậy nữa đâu. Em xin lỗi anh. Mày thấy chưa? Sao mặt nó ngu à? Rồi. Còn tiếc nhỏ đó đó. Đây này đó. Chú Bự. Nó thấy này là nó lừa gạt người ta hả chú? Thì tao nói nãy giờ mày không tin tao à? Trời ơi, sao đẹp mà đi lừa gạt vô uổng vậy ta? Chú Bự ơi. Ừ? Con nghĩ hết chuyện của con đây. Về dưới đây làm ý nghĩa gì nữa? Gì? Con đi về. Cái gì? Con đi về. Nãy con nóng giận đuổi về rồi. Chắc tình kia bạn bè sức mẻ. Cái chuyện còn bạn bè hay không á là do hai đứa bay chứ tao đâu phải là keo với dán chuột đâu. Mình về đi chú Bự. Thôi ngang, chuyện của con tự suy nghĩ nha. Chú Bự ơi, về chú Bự. Trời ơi, chỉ vì một chút xíu nhẹ dạ cả tin thôi mà tình nghĩa bạn bè sức mẻ rồi tiền heo chưa tới Đà Lạt ơi hết tiền.